Chào mọi người nhé, hôm nay mình lại tiếp tục chơi tắm trò. Đầu tiên là trò FootClinic đang rất là hot nha các bạn. Các bạn ủng hộ cho mình nhé, chia sẻ cho mình, quảng bá kênh giúp mình để mình có cái động lực nhé mấy bạn ơi. Cảm ơn các bạn nhiều lắm.